Câu chuyện kể rằng là trong lúc mà mình rảnh rỗi quá không biết làm gì thì mình đã đi mua một chiếc điện thoại của Energizer về. Đây là một chiếc điện thoại cơ bản có mã là E100 là viết tắt của Energy 100. Vậy thì cái chiếc máy của chúng ta có những cái điểm gì hay và những cái điểm gì đặc biệt mình sẽ gửi tới các bạn ở trong cái video trên tay nhanh chiếc điện thoại này. Và mức giá của em nó nhá, 490.000 đồng. Nhưng mà nhìn thiết kế này. Ai chà chà được nhờ so với lại ốp UAG của mình luôn cho các bạn nhìn góc cạnh không rồi bắt đầu video nào thì đây là hộp của sản phẩm khi mà mình mua về với cái hộp này thì các bạn sẽ có một số thông tin liên quan tới thiết bị như là màn hình này là 2.4 inch này camera độ phân giải VGA à, Bluetooth 2.1 hỗ trợ multimedia multimedia là anh em nghe được nhạc ở trên cái máy này luôn đấy để để mình bật cho các bạn nghe nhạc thử hay phết lâu lắm rồi mình có cảm giác là nghe lại cái này tướng quân nhá đoạn này nhiều bát đấy nhỉ cái này có cả phát video luôn và nó làm cho mình kiểu nhớ cái thời tuổi thơ ấy chúng ta hay tải những cái tệp tin 3 gp về mà tải 3 gp về để làm gì anh em nhớ đúng không? Ai có tuổi thơ mà cái tầm 96, 97, không biết 97 còn không? Nhưng mà 94, 95, 96 chắc chắn là đều có ấn tượng cực kỳ nhiều với cái tệp tin 3GP này. Quay trở lại với cái hộp này. Thì ở đây các bạn sẽ có hỗ trợ thẻ nhớ lên tới là 32GB. Và đồng thời đây là một máy hỗ trợ hai sim. Thì mình mua cái chiếc máy này về chính bởi vì được hỗ trợ hai sim này. Nó giúp cho mình có thể là đồng thời nghe gọi được ở trên hai cái sim nữa của mình và tiếp tục những cái tính năng đặc biệt ở trên chiếc điện thoại này được nhà xuất in ở phía sau đây các bạn sẽ có khả năng chống sốc 0,8m đấy là lý do vì sao mà thiết kế nó hầm hố như thế này đó thiết kế rất là hầm hố kháng nước nhưng mà kháng nước này yếu lắm chỉ là IP54 thôi và IP54 thế này thì anh em cùng lắm mà ra ngoài đường mưa lất phất thôi chứ không phải cái kiểu IP68 là thả 30 phút dưới một mét rưỡi đâu đừng nhầm anh em nhé và cuối cùng là thời lượng pin sử dụng lâu dài vâng cái này thì không phải in rồi anh ạ Máy nào mà cục gạch như thế này em thấy dùng cũng phải được cả tuần hết pin đúng không? Tiếp tục là tới phụ kiện ở bên trong hộp của chúng ta. Có thể nói là Energizer mặc dù sản phẩm giá rẻ nhưng mà mình đánh giá rất là cao vì cái hộp này nhìn nó đàng hoàng, trông nó chỉn chu và kể cả sản phẩm cũng thế. Lúc mà mình cầm mình cũng thấy sướng. Ở trong này các bạn sẽ có một cái tô vít. Cái tô vít này dùng để vặn vít ở đằng sau máy. Đằng sau máy là vít nhá, chứ không phải là kiểu nắp tháo. Tiếp theo là cục sạc của Energizer cục sạc là một cái làm cho mình ấn tượng với hãng này bởi vì họ phân phát cho chúng ta rất là nhiều những cái đầu cắm này, chấu ba chân này à, ở đây các bạn còn có một chấu hai chân nữa đây có chấu hai chân này chấu hai chân nữa đủ kinh khủng luôn như kiểu là mình đang mở hộp một chiếc macbook nhưng mà là phiên bản điện thoại giá rẻ ấy. tại vì chỉ có mỗi ông macbook mới hay tặng nhiều chân thế này các thị trường thôi cuối cùng là các bạn sẽ có tai nghe À mà quên Dây sạc thì có cắp sạc chứ đúng không à, đây là cắp sạc của chúng ta Sách hướng dẫn dụng của máy thì không biết là có phải do mình mua cũ thì người ta đưa cho mình thiếu không Đây mình chỉ có mỗi một cuốn thôi Và cuốn này là tiếng Pháp Có một tí tiếng Anh ở đuôi và nó không đủ cho mình hướng dụng chiếc máy này Ok, tiếp theo sẽ là tới cái máy của chúng ta Đó, hồ hiếc như thế rồi là cũng lan man, là cũng rông dài với anh em một chút về tuổi thơ và đây là chiếc máy của chúng ta nhìn một cách cận cảnh hơn để các bạn có thể quan sát được ở phía mặt sau này sẽ là nhựa này. Xung quanh của chúng ta thì đều là nhựa hết và không có cao su nhá. Thực ra là với cái thiết kế của chiếc máy này thì mình thấy rằng là 500.000 như thế này là quá ngon rồi. Đấy, bốn góc nó lồi ra như thế này để chúng ta khi mà bị va đập thì nó cũng sẽ tránh làm hỏng chiếc máy hơn. Và nhà sản xuất đưa ra con số là 0,8 mét. À, 0,8 mét là đủ rồi bạn ạ. Nói chung là trẻ con ném thì nó bay xa hơn nhưng mà mình không khuyến cáo để các bạn nhỏ ném hai cái ốc này khi tháo ra thì bạn sẽ có phần pin của máy cũng như là có thể lấy sim để mình tháo cho các bạn xem luôn và ở phía dưới của chúng ta sẽ có một lớp gioăng cao su nhỏ chính vì vậy giúp cho máy khi mà các bạn có bị nước ấy, nó sẽ tỷ lệ vào trong này thấp hơn và đó cũng là lý do mà sinh ra một cái nắp thế này anh em nhớ vặn chặt hai con vít này vào nhá ở phía dưới cục pin thì sẽ là những phần linh kiện chính ở đây mình lắp một thẻ nhớ 16 g này phải lắp thẻ nhớ vào thì mới có thể là quay phim chụp ảnh rồi là các bạn nghe nhạc được và hai sim của chúng ta sẽ là sim dạng thường như thế này đó, mình đang dùng sim micro xong rồi à đâu, sim này sim nano nhưng mình phải lắp thêm một cái phôi sim vào để lắp được. Và đánh giá một chút về thiết kế ở bên trong này thì mình thấy rằng là nó khá là bình thường, nó giống mấy cái con máy khác thôi. Đấy, anh em mua về thì nó cũng thế, cục pin to. Và pin này thì sẽ có dung lượng là 1500mAh. Ok, bây giờ thì mình sẽ lắp vào nhá ở phía dưới của điện thoại sẽ là một cái móc nhỏ để các bạn có thể móc vào trong ba lô của chúng ta hoặc là đeo một cái dây đeo vào cầm ở tay thì nó an toàn hơn dành cho những người già thì rất là hợp lý phần loa cũng được thiết kế khá là tinh tế với một cái gờ nổi ở trên này, à, các bạn nhìn cái gờ nổi trên loa này không? Với cái gờ nổi này thì sẽ có tác dụng là khi các bạn đặt điện thoại úp xuống mặt bàn thế này nó cũng không che phần loa của chúng ta đi mà thậm chí còn giúp loa nghe hay hơn cái camera vga nãy mình nói thì đây Rồi chúng ta quay ra phần trước đi thì mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ quan tâm đến một cái thứ giống như mình đó chính là cái bàn phím này bấm có sướng không à, bàn phím của em này là cao su mình cứ tưởng rằng bấm nó sẽ bọc 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 như kiểu là bấm mấy con nokia ấy nhưng mà không các bạn ạ bấm nó sướng lắm bấm nó rất là nảy luôn và lâu lắm rồi mới có một cái bàn phím cao su mà mình bấm mình cảm giác sướng cái này nó mang cho mình quay trở về cái thời kỳ còn đang dùng mấy cái nokia bàn phím số mà dạng cao cấp ấy bấm thích lắm rất là nảy nhá bấm nảy bạn yên tâm ai mua con này về không phải lo bàn phím bấm chán còn về phần màn hình thì hiển thị trông nó cũng thế này thôi đấy trông rất là bình thường cái icon này thì nhìn nó hơi kiểu à, giao diện samsung ngày xưa nhờ về phần phông chữ thì mình đánh giá rằng là phông chữ làm không đẹp phông chữ làm tiếng việt trông nó rất là tàu nhìn cái chữ tên này rồi là khi mình nhấn vào lên cái chữ trở lại các bạn thấy không trông nó chán lắm nó không làm cho mình hài lòng tiếp theo là tới phần loa đây mình gọi thử cho các bạn xem loa luôn dành tay không biết là có nghe được không Để mình đưa lại gần mic của mình hơn. Để kiểm tra tài khoản, bấm phím 2. Để thay đổi ngôn ngữ, bấm phím 3. Để báo mắt máy, bấm phím 4. Ừ. Ok thì đấy là phần loa và mình thấy rằng cái loa này cũng to Trải nghiệm nghe gọi trên con này thì mình chưa thực sự là có thời gian để trải nghiệm Mình mới chỉ lắp sim mà thôi Và trên tay nhanh cho anh em thì nếu anh em nào quan tâm mình sẽ đánh giá sau Vào trong phần menu nhé để các bạn xem một chút lại các phần tính năng này thì cái phần cái tin nhắn rồi danh bạ cuộc gọi thì bình thường rồi. Trong phần quản lý tệp các bạn sẽ có một cái thẻ nhớ. Đây mình dùng thẻ 16 GB như mình đã nói. Bên này là phần đa phương tiện. Đa phương tiện thì sẽ có gì? Có phần ảnh này, quay video này, phát video này, có ghi âm, có cả đài FM luôn. Nhưng mà đài thì các bạn cần cắm tai nghe vào để dùng được. Đấy, ở trong phần cài đặt này thì giao diện cũng khá đơn giản như những chiếc điện thoại cơ bản khác thôi. Các bạn có thể mua về để nghịch thêm trong phần máy ảnh của chúng ta thì phần này nó cùi lắm anh em ạ nó thật sự là máy ảnh cái này nó không có cái gì để cho mình đánh giá luôn ấy nhưng mà nếu các bạn thích thì mình vẫn có thể làm cái thử thách nho nhỏ là mang cái này ra chụp ảnh à, xong rồi về cho các bạn xem chất lượng chụp ảnh của nó như thế nào hoặc là so với xr của mình để chúng ta thấy rằng là à công nghệ đi lên và chúng ta được thừa hưởng những cái gì phần chơi nhạc rồi giao diện chơi nhạc của chúng ta đây play cái này next bài này tăng giảm âm lượng này à mình sợ các bạn không nhìn được bởi vì là nó bị lóa tăng giảm à, to phết đấy chứ có thể phát được nhạc ở chế độ gọi là chế độ nền luôn bên này thì sẽ là phần quản lý nhưng mà thực ra là chỉ có mỗi một cái mục duy nhất ở trong này thôi là cái mục lịch à trò chơi nữa à ôi, cái mục trò chơi này bây giờ mình mới thấy đấy các bạn ạ có trò trí nhớ rồi ok như vậy là trong phần quản lý này có lịch và có trò chơi rồi chức năng phụ thì sẽ chỉ có một phần duy nhất là cái máy tính Ok và như vậy là mình vừa gửi tới các bạn cái bài trên tay chiếc Energizer E100 với chiếc máy này thì mình đánh giá rằng là khá là ngon trong tầm giá 500 000 khi các bạn có một cái thiết kế vô cùng nồi đồng cối đá. Còn về chức năng của em nó thì cũng chỉ cơ bản như những cái chiếc máy khác trong tầm giá này mà thôi. Nếu như các bạn nào đang cần tìm mình một chiếc máy nhẹ mà các bạn lại muốn bền thì các bạn nên lựa chọn chiếc máy kiểu như thế này. Nồi đồng cối đá với một thiết kế vuông vức. Mình đã chọn nó thay vì việc là chọn chiếc M12 vì M12 nhìn nó nhỏ hơn, gọn hơn nhưng mà lại bo tròn theo kiểu hơi nữ tính còn cái này thì vô cùng là nam tính và làm hài lòng mình trong lần đầu tiên mình nhìn thấy. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong những video lần sau.